Chào mừng các bạn quay trở lại Relap. Đấy, lỡ F0 mất 2 tuần bây giờ mới được quay lại với các bạn đây. Ok, quay trở lại câu chuyện chính. Samsung bị bóc phốt và sau đó chính họ cũng thừa nhận rằng hãng đã làm giảm hiệu năng, chính xác hơn là ép hiệu năng cho khoảng 10.000 ứng dụng hoạt động kém hơn mức thông thường. Thế thì sự thật về cái điều này là ra sao? Cũng như là nếu các bạn đang dùng những mẫu điện thoại như là Samsung Galaxy S2 Series ở đây thì chúng ta sẽ có cách xử lý như thế nào? Bởi vì chúng ta đều biết, năm nay S2 Series chính hãng ở Việt Nam được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1. Nó phải gọi là rất đỉnh của chóp trong giới Android, nhưng mà như chúng mình đã test ấy, luôn luôn Samsung có những cái cách tiếp cận để hãm sung, hãm nhiệt năng của những cái mẫu máy này lại. Ok, đi vào video nhá. Về câu chuyện liên quan tới GOS tối ưu hay là bóp hiệu năng ra sao thì mình sẽ chia sẻ giữa video. Cái này không phải là một vấn đề quá lớn dưới góc nhìn của mình hiện tại. Do đó thì nếu các bạn thật sự mà muốn những mẫu máy Android mạnh mẽ, ngon, tối ưu tốt và đảm bảo cho tương lai cập nhật lâu dài thì có lẽ hiện tại S2 Series vẫn là những cái lựa chọn thuộc đâu đó là tầm rất là tốt cho các bạn. Tất nhiên là nếu các bạn quan tâm thì có thể tham khảo những mẫu máy như thế này, hoặc là Mi 11, hoặc là Oppo Find X3 Pro, vân vân và vân vân. Những mẫu flagship đó thì luôn luôn rất là tốt rồi. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo tại Di Động Việt. Tất cả những mẫu máy này đều có bán chính hãng tại đây. Thật ra là về câu chuyện này mình đọc ấy thì tin là thông tin mới, nhưng mà mình nghĩ rằng anh em người xem Relap có lẽ chúng ta cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Từ những bài mà mình hay anh Ngọc có chia sẻ về hiệu năng của những cái chiếc máy như là Samsung Galaxy S2 Series mới nhất, hay là trước kia ở Z Fold 3 chạy Snapdragon 888, rồi những cái dòng S10, S20 chạy những con chip Exynos bản chính hãng Việt Nam ấy, hay là Snapdragon là bản sách tay quốc tế ấy, thì luôn luôn các mẫu máy của Samsung kiểu 3-4 năm gần đây họ có một cái cách tiếp cận rất là cực đoan tới vấn đề liên quan tới nhiệt năng hay là hiệu năng. Tức là những mẫu máy này luôn luôn hạ những cái mức hiệu năng xuống ở một cái ngưỡng thấp hơn so với các đối thủ khác để họ đảm bảo cái mức nhiệt năng mà mẫu máy này tỏa ra trong quá trình hoạt động nó là ở một cái ngưỡng thường sẽ là ở dưới 50 độ C nếu mà các bạn đo những cái nhiệt độ của con chip ở bên trong máy. Còn tất nhiên là khi nó thoát ra ngoài thì tùy chất liệu mặt lưng, tùy những cái kích thước của máy mà chúng ta sẽ có những cái cách tản nhiệt và có những cái trải nghiệm cầm nắm là khác nhau nha. Chi tiết hơn về câu chuyện này thì vừa qua trên Twitter có một người dùng tên là Garyon Han đã cáo buộc Samsung cố tình làm giảm hiệu năng của khoảng 10.000 ứng dụng thông qua chế độ là Gaming Mode của hãng. Chính xác hơn thì đây là một ứng dụng có tên là Game Optimize Service, viết tắt là GOS. Và đó, anh em nghe thấy có lạ không? Mình nghĩ là không lạ đâu, bởi vì hình như mình nhớ là đâu đó Relap đã từng làm video chia sẻ về việc Samsung có một cái ứng dụng này mà khi các bạn gỡ cài đặt nó đi thì mẫu máy, những cái mẫu máy Samsung Galaxy của chúng ta sẽ có khả năng bung hết sức hiệu năng ra, nhưng đồng thời cũng là mang tới một cái lượng nhiệt năng thoát ra bên ngoài là lớn hơn rất nhiều. Thật ra là với những con chip Snapdragon 8 Gen 1 hay là Snapdragon 888 ấy, thì mỗi hãng sẽ có một cách tiếp cận. Samsung hay là LG trước kia họ có cái game tuner ấy, họ cũng bóp hiệu năng lại một chút để giảm nhiệt độ của con chip thoát ra. Một số hãng khác như là Xiaomi hay là OnePlus thì họ khá là thoải mái trong việc bung hết sức hiệu năng, nhưng đồng thời thì họ trang bị những cái cụm tản nhiệt rất là khủng vào đây. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, với những hãng thoải mái về việc mở khóa hiệu năng như là Xiaomi thì Xiaomi 11 hay là Xiaomi 12 gần đây, những mẫu máy của họ cũng bắt đầu có một số những cái vấn đề, một số gọi là phốt nhẹ nhẹ liên quan tới việc mất hỏng IC, hỏng chip wifi hay là cháy luôn cả mainboard bởi vì máy quá nóng chẳng hạn. Thì đây đơn giản mình thấy nó là đâu đó những cái cách tiếp cận khác nhau của các hãng khác nhau để giải quyết một cái vấn đề chung. Đó là những con chip gần đây như là Snapdragon 888 hay là Snapdragon 8 Gen 1 nó thật sự là không có quá tối ưu về hiệu năng hay là nhiệt năng. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề lần này, lý do khiến cho Samsung bị người dùng tập trung chỉ trích ấy, nó chính là việc họ không công bố bất kỳ một cái gì liên quan tới Game Optimize Service này cả. Tức là cái GOS này sẽ luôn luôn bật và không thông báo cho người dùng, không cho phép người dùng được tắt đi, mà nó sẽ tự động luôn luôn là tối ưu những cái ứng dụng. Ở Samsung thì họ lý giải rằng đây là cách để họ tối ưu những ứng dụng gaming, những ứng dụng mà chạy đồ họa nặng, tối ưu lại về mặt nhiệt năng cũng như là hiệu năng để giúp các bạn có một cái trải nghiệm tốt hơn và giữ độ bền trong bộ máy. Nhưng qua một số bài test thì cái GOS này có vẻ là nó sẽ áp dụng lên khoảng hơn đâu đó là 10.000 ứng dụng, kể cả những ứng dụng thông thường như là TikTok, một số ứng dụng kết hợp với cả Microsoft hay thậm chí kể cả những ứng dụng mặc định của Samsung luôn, chứ không chỉ là những ứng dụng game như là kiểu Genshin Impact hay là PUBG Mobile. Trong khi bình thường những cái mẫu máy như thế này chúng mình test ấy, thì chỉ có một số những tựa game nặng nặng kiểu Genshin Impact thì nó mới gặp vấn đề về nhiệt năng một chút thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao GOS lại luôn luôn bật và luôn luôn bóp hiệu năng lại một chút của tất cả những ứng dụng như vậy. Ngoài ra còn một yếu tố thứ hai mà nặng nề hơn nữa, đó chính là việc
riêng những ứng dụng benchmark thì nó lại không được tối ưu về mặt hiệu năng. Tức là riêng với những ứng dụng benchmark chấm điểm này thì dù cho các bạn có bật tắt GOS như thế nào đi nữa thì nó cũng được loại ra khỏi cái list là bị tối ưu hiệu năng. Luôn luôn máy sẽ chạy ở những cái mức hiệu năng cao nhất cho những cái mức điểm mà nó cao hơn so với cả thông thường mà các bạn trải nghiệm được. Và còn một thử nghiệm buồn cười hơn nữa, khi mình thấy có một người anh em ở trên mạng đã đổi tên 3D Mark thành Genshin Impact, thì đúng là sau khi đổi tên, cái ứng dụng 3D Mark này ngay lập tức bị đưa vào list bị tối ưu hiệu năng, và sau đó thì cái điểm chấm ra của nó thấp hơn rõ rệt so với trước kia. Và cú chốt cuối cùng cho lùm xùm này đó là Geekbench quyết định chính thức sẽ loại toàn bộ những cái điểm benchmark bắt đầu từ Galaxy S10 cho tới Galaxy S2 series ra khỏi danh sách chính thức của họ, tức là những cái điểm số chấm ra trước đây sẽ không được công nhận nữa. Thì đó là những gì mà mình nghĩ. Đúng, công nhận Samsung lần này có một nước đi nó không được hay ho cho lắm. Nhưng mà Samsung thì họ cũng đã có công nhận cái việc này. Họ đã có công nhận rằng đây là một cái sai lầm của họ. Và tương lai họ sẽ có những cái bản cập nhật để cho phép người dùng có thể một là bật hoặc tắt tính năng này tùy theo ý kiến cá nhân. Hai, ít nhất là các bạn sẽ được thông báo khi mà tính năng này được bật lên. Một trong những lý do mà lâu nay chúng mình test game luôn luôn chỉ để chế độ mặc định, bởi vì mình không biết được rằng liệu rằng cái GOS này có phải là một lỗi hay là một tính năng gì của Samsung hay không. Khi mà tắt đi một cái thì nó lại không công bằng. Nếu mà các bạn test so sánh một con S2 Ultra đã tắt GOS với cả một con Xiaomi Mi 11 mà không làm gì chẳng hạn, thì nó không phải là chế độ mặc định, thì nó không công bằng khi so sánh giữa các hãng. Nhưng đấy, bây giờ có một cái tin vui như vậy rồi, thì mình mong chờ trong tương lai khi có những bản One UI mới, Samsung chính thức họ cho phép tắt cái này đi, thì mình hoặc là anh Ngọc sẽ có thể đâu đó làm một cái bài test dí hai con sỏ lạnh vào, tắt GOS, mở tối đa hiệu năng của bộ máy này, xem là 8 Gen 1 trên S2 Ultra nó so với cả 8 Gen 1 trên Xiaomi 12 như thế nào chẳng hạn. Ok, thế thì anh em đón chờ những video đó, đừng quên để lại một like, một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Look, it's always driving me crazy. You can't take my pride from me. I'm cool with the way God made me, yeah.